Hai, xin chào các bạn nha. Thì giờ này cũng khoảng 9 giờ tối rồi các bạn. Tình hình là đói bụng quá nên mình sẽ làm cái món mì cay ăn nha các bạn. Đây mình cho các bạn xem là nguyên liệu mình chuẩn bị xong nè các bạn. Đây các bạn thấy là nguyên liệu gồm có nè các bạn. Một gói mì cay, một gói mì siêu cay. Gói mì này cũng đã nước này cũng đã cay rồi, nhưng mà mình sẽ làm chứ mình bỏ trong khoảng 10 chế ớt các bạn. Khi nào mình cắt ớt mình để vô thì mình quay cho các bạn xem. Đây là hai bịch nấm kim châm, như khoảng 3 lạng cơm này, tôm sú nè, tôm sú con to to con các bạn. Ớt, chanh, nguyên liệu. Chào các bạn em. Rồi, nước sôi đó. Này nó hơi tối nha các bạn. Bỏ mì vô rồi bỏ tôm vô sao ạ? Tại mì dai lắm, chín được cho em luôn. Nước sôi dữ kìa. Bỏ tôm vô đi. Để em bỏ mấy viên nghệ rồi xong. Nấu tôm, hấp cái tôm nha. Này là mình trốn nhỏ, cái gì trốn nhỏ lên lầu làm là không có bếp gì các bạn, đem bếp ga mini đem làm luôn. Này nãy hồi nãy nấu bằng bếp điện cũng đâu chín đâu được không? Đúng là còn tôm mà đâu chín nổi. Bỏ tôm vô các bạn. Đếm được mấy con? Lớn lắm. Năm. Sáu. 7 8 con, 8 với mình nó 3 con nữa kìa. Ừ, hết luôn chứ. Dạ, xíu nào bỏ đi, cho ớt chưa? Coi cái kéo nãy rồi, này, bỏ cái luôn. Hai vợ chồng mình ăn gói gửi nha các bạn. Gói gửi nó nấu vô rồi bỏ vô thôi. Ghiêu ghiêu thôi, ghiêu ghiêu thôi. Ủa mà nở quá rồi sao? Không, nó nở miệng ra, người ông nấu mình để cho ông ta ăn tất cho mình. Rồi một trái ớt nghe bạn. Tính nấu mấy trái? Ăn được trái được không? Không được. Anh sợ em ăn không được. Có đang nổi không? Ăn thử đi. Bà xã mình cũng ăn cay lắm nha bạn. Chùm ăn cay luôn á. Mấy trái rồi? 5 trái rồi đó. Trái đã hết 6 rồi. 6 trái nghe bạn. Dạ đúng rồi. Bạn lấy ớt rồi. 7 trái. 7 trái. 7 trái. Nấu rồi bỏ luôn không ăn được nha. 8 trái. Chắc được rồi. Đúng không? 10 trái rồi đó. Không cay không cay hả? Nói chứ không chịu lấy cái giá lên. Nhiều nhiều đi, anh thích ăn nắp bên trong. Hết luôn đi. Hết luôn được không? Dạ con. Nếu không được thì thôi. Chắc con ta, 11 con. 11 con. Rồi bây giờ mình vớt tôm mì mình chia các bạn. Chia ăn đồng chia đủ nha. 11 con sao chia? 11 con thì 11 con thì đứa 5 con. Còn con kia dục. Vậy thôi anh ăn con đi, em ăn 10 con. Gì? Vậy anh ăn con đi, em ăn 10 con. Khùng mà lỗ tôi lỗ sao
ớt nó chìm dưới hết trơn này. Mình múc lên. Cho bên đây nó nhiều ớt nè, bên đây còn là ớt không đâu. Thì chút vớt ớt kia ra cho nó đồng. Ăn đồng cho đủ đó các bạn, thấy cái ớt này. Múc đi. Ồ, ớt à, ớt còn kìa dưới đấy. Thôi, anh ăn ớt hết đi. Khùng à. Các bạn ơi. Ớt đâu tiêu chưa người? Em bỏ ớt của anh hết rồi. Cay không? Cay, tại vì nấu ra nước ớt này nó ra mà. Cay dữ không? Cay mà em ăn được. 500 nãy anh kêu bỏ vô thêm mà không chịu. Tại thấy nhiều quá. Anh khoái ăn 500. Mày bỏ ra tô nóng gì rồi ăn vô cái thố đi nóng hoài luôn, cay hoài luôn. Thố ăn ngoài tiệm hả? Ừ. Đặt cái áo ngoài tiệm nấu đâu ngon ngon mình ngon ở nhà đâu. Mà nấu ngoài tiệm không hợp. Ý trời, hồi nãy nhà có chút xích mà không đem nó nấu luôn. Đúng không? Hồi nãy chiều anh thấy em mua chút xích mà. Ừ. Gì không cay chứ hả? Không biết cái này mà cũng phải có mực ha, mực mình để nguyên con á. Lọc cơm ăn đi, cơm nó lọt luôn hay là cắn nguyên vỏ luôn? Còn anh chút ăn anh phải lọt à, để nguyên vỏ là không được. Ăn hết tôm luôn, ăn tôm bên anh nhiều đi, bên anh còn nhiều lắm. Còn em mấy con ạ? Em 5 con. Em ăn 6 con đi. Anh quá trời tôm bên anh luôn. Em múc em múc mà qua bớt đi. Anh ăn đâu hết. Rồi đây còn tô của mình nữa bạn. Tại đang review cho bạn xem với mình của mình. Bạn thấy ớt nè. Nóng ngọt đi. Sao lại đói quá, bị hết đói rồi ta. Sao hồi nãy anh đói quá, anh ăn không biết quá. Cơm nguội với mắm à. Này ít nắng 500 hồi nãy biết gì nó hết luôn được rồi trời. Thôi cái gì vừa ăn rồi. Vừa hồi nãy cái là nó đang chèn. Mồ hôi đổ hết luôn nè. Nóng hết. Mở các bạn ăn mì cay cay các bạn ơi. Ôi trời, tô của anh ớt à. Kinh hồn. Cay quá. Cay hả? Ừ. Cái nào thôi. Ừ. Hơi lạ, nhưng mình nước nghiêng là lạ. Ừ. Mình thấy nó hơi lạ rồi. Ừ, quá cay à, cay dữ lắm. Ừ. Tôm này em kêu mẹ mày xem mà đổi cho người tăng. Mời các bạn, nấm kim châm mình phải ăn nấm này. Ủa nhưng mà em ăn ăn không thấy gì đâu. Anh ăn còn dở hơn em. Khác với bà xã mình các bạn. Tôi mình ăn mình phải lọc vỏ. Đây à, để cái này cho nó nguội đi. Nóng quá. Còn bà xã mình ăn thì để nguyên vỏ nó chịu ăn. Để ra ngoài các bạn. Nóng quá.
trong tô mình ớt vậy đây nữa bạn, chứ không phải mình nói xạo đâu nha bạn. Ăn cây muốn, ai căng cây muốn khùng luôn á, nè bạn thấy nè, nói thấy không, giữ thằng ôn nó, mấy tô mà để vào đây cho nó nguội rồi bạn, dễ ăn các bạn ơi. Đậu tôm, đậu tôm ăn thơm nha, ngon ha. Này chắc là cấp độ 7 à. Ha. Tại hôm bữa anh ăn cấp độ 5 ở ngoài quán đâu gì đây rồi. Hôm bữa đi chợ, đi quán ăn hơi cấp độ 7 đi. Anh nói cũng gì đây à. Nhưng mà quán nấu ăn không ngon. Bữa quá. Em để ý đi. Đi gặp mùa nào nghe được cắt là cũng mỗi nhiều. Đọc tôm bỏ đây bạn. Bỏ đây nóng. Bây giờ mình vợ chồng mình cũng không dám nói lớn nữa các bạn. Sợ nhỏ như một mình. Chứ người đang ở trên lầu sợ hàng xóm xung quanh người ta nghe được tiền người ta. Và chiều anh tính mua bắp non nữa, non để na nát để ăn cũng được ha. Mày để quán thì anh thấy là bắp để để yếu rồi, để vô cho nó nhìn đẹp. Kim chi rồi đó, anh thích ăn bánh kia. Anh quen nó không sao, anh thích cái dài dài gì nữa. Còn nước nhiều quá. Bà xã mình ăn mình tới bây giờ tới mình đó bạn. Nãy em quay cho bà ăn không. Ngon. Cơm da ha. Cơm mở bạn cơm. Đúng rồi này. Tại vì 20 con ký luôn ha. Điện mười mấy không? Không dài. Ai à? Tôm đó thì chắc cả 12-13 con. Tôm này mới của chú gửi lên. Nãy giờ hai đứa đem đồ ở đây là chút ăn xong mà nặng nhau thì dẹp các bạn. Hồi lúc chưa ăn sung ăn rồi đứa nào cũng nặng nhau. Em không hết rồi, của anh nhiều quá. Anh giả quá vậy. Anh phụ ơi. Nãy giờ em ăn 8 con tôm rồi đó. Quá giờ thôi anh ớt. Ăn này á, hậu quả của ngày mai là biết gì không? Chắc bị nó mụn. Không phải đi 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 mạnh là ra là nóng lắm. Các bạn ấy nè. Ủa thì mì cay mà không phải cay như sao? Trong tô của bà có gì không? Không. Nhưng em đổ cho nó chưa? Nhưng mà ớt nãy mình bỏ vô nóng nó ra hết rồi nước
cái cay làm nhau rồi. À, múc mấy thôi, em múc mấy thôi. Tôi em thôi vậy kìa. Cây này thì ăn được, ok, nhưng mà no. Còn ớt nè các bạn nè. Nhớ cái này nhiều đang nãy là nhiều là cũng bộ ok đó. Nếu mà sợ cây là không hút nước đâu, nhưng mà mình no quá. Bây giờ còn mì rồi, một tôm ăn hết. Bây giờ em muốn sao mà già khỏe không? Đi dục hết rồi khỏe. Không phải. Khỏi rửa. Bây giờ được ăn cả nãy không, mua xìm nữa nào thui nó dẹp hết. Anh thui anh dẹp hết, em thui anh dẹp hết. Chơi không? Chơi. Một cái màu vậy nha. Ừ. Có các bạn làm chứng nha. À. Rồi một cái màu nha. Ừ. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Thôi, dẹp đi em đi vô ngủ. Thôi hay, đồng mình xin kết thúc video các bạn. Bye bye, tạm biệt các bạn nha.